Theo thông tin từ Cục Y tế Dự phòng cho biết, tất cả các mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 hôm 29 tháng 6 năm 2020 của những người ở chung cư Phạm Viết Chánh, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh đều âm tính với virus SARS-CoV-2. Các mẫu xét nghiệm này bao gồm mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân 326, mẫu của tất cả người nhà, người cùng tầng số 12, lô D, chung cư Phạm Viết Chánh, phường 19, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó tối 29 tháng 6, Bộ Y tế thông tin về trường hợp bệnh nhân 326 có kết quả xét nghiệm dương tính yếu với virus SARS-CoV-2 sau 20 ngày được công bố điều trị khỏi. Bệnh nhân 326 sinh năm 2000 là du học sinh từ Pháp về Việt Nam ngày 24 tháng 5 năm 2020. Sau một thời gian điều trị, bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh vào ngày 9 tháng 6. Sau khi xuất viện, bệnh nhân tiếp tục được cách ly 14 ngày ở khu cách ly của quận Bình Thạnh, sau đó bệnh nhân về nhà tại tầng 12 lô D, chung cư Phạm Viết Chánh, quận Bình Thạnh đã được 6 ngày nay. Để đảm bảo an toàn và chủ động phòng ngừa dịch COVID-19, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu người dân sống cùng tầng với bệnh nhân 326 tại tầng 12 khu D, chung cư Phạm Viết Chánh, phường 19 lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc để giám sát trọng điểm.